Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Và hôm nay em cũng trở lại quay mai cây chương đầu năm, em cũng là cuốc đầu tiên luôn. Đó. Và anh Tèo cũng khai chương luôn. Đầu năm mới kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe nha. An khang thịnh vượng. Làm ăn phát tài nha, tiền vô như nước. Em đang đi từ ngoài vô vườn mai của anh Tèo. À, bạn muốn hết trơn luôn. Qua cái tết muốn hết trơn luôn. Bán quá trời bán. Rồi mình sẽ gặp anh Tèo nha, để giao lưu tiếp tục, giao lưu mai. Rồi năm chào mai. Anh Nhân ơi, rồi tổng chào bà con nha. Năm mới chúc bà con vạn sự như ý nha, luôn luôn may mắn như cây mai vậy đó. bữa nay là ngày 10 và mùng 10 nha, là ngày 31 tháng 1 đó em khai trương lại. À, hôm nay em giới thiệu là 19 cây từng chậu hết đó, cái này hàng này là tết còn cụ lại nha bà con, còn cụ lại bán tiếp. Rồi mời bà con xem cây số 1 nha, số điện thoại em là 076 8621 849. Tèo, chương trình em là bao ship 300 cây số nha, tặng chậu luôn. Đây, cây này chậu năm là tết nè, nó ra bông trễ nha, bởi dọn ra chợ bán không được. Bữa nay nó mới tìm chỗ gì đó. Rồi cây số 1, cây chậu năm nha bà con. Rồi cây chậu năm đó, có mặt bông sẵn luôn đó, 5 cánh, 9 cánh, 10 cánh gì đầy đủ hết. Đó, nó ra bông cây chậu năm mà gì nè. Cứ quay đi, em đang xem cái bông của nó. Thì tại vì nó bị để trong mát cái nó ra hơi trễ. Có gọn có một cây này ra trễ nè. Cây chương luôn. Được. 2 4 6 cánh, 2 4 6 cánh, 6. Đây đây đây, 9 10 cánh cũng có nè. Cái bông bự coi. Đây đây đây, rồi thấy không? 2 4 6 8 10. Không, nó đâu có điều đâu, 9, 10, 6, thì, 5 thì theo bông nhỏ bông bự. Ờ đó. Đó, dạo gì thì nó vậy đó. Vậy là thường là nó chẳng đó. 6, 8, 10. Đây, đây. Rồi, em xin. Đây là cây số 1 nha. Mã số 1. Rồi số điện thoại em là 076 8621 849 nha. Em bao ship thì 300 cây số tặng chậu luôn. Ai ở xa thì ship thì cũng được nữa. Giật lên bỏ chậu lại. Rồi cái hoành thân là 21 nha bà con. Dạ. Cây thước này vẫn là cái thước cũ nha, 2 mét. Rồi chiều cao là 1,5 mét nha. Bông thì cứng cây luôn. Ngang 1,5 mét luôn. Rồi cây số 1 này em xin giao lưu là 1.200.000 nha. 1.200.000. 1.200.000 bao ship là 300 cây số luôn, tặng chậu luôn, chở xe tải lại lấy tiền. Xuống. Anh Tèo ở Hậu Giang nha quý vị. Địa chỉ ở đâu anh? Ở đây là xã Phú An cũ nha, tỉnh Hậu Giang. Xã Phú An. Huyện Châu Thành đúng không? Huyện Châu Thành. Gần ngã 6 đó. Cách ngã 6 gần 3 cây số. Em tạm ngưng cái đợi chút. Rồi bây giờ là cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây số 2 nha bà con. Cây này chậu 6 nha. Cây này mà tết bông dữ lắm à. Nay là chưa tỉa gì đó, bà con mua về tự tỉa đây. Còn ai muốn kêu tỉa giùm thì tỉa luôn đó, bán rồi. Đây là thừng chậu hết. Cái này Nó ra cái chòi. Ủa không phải, không phải. Mấy cái đó là cái bông ha. Bông là tết dữ lắm, bông luôn cây này. Cái bông sót lại. Cây này rồi tết cho bướm nha, bây giờ bán luôn. Cây này bự cây nha. Có đế luôn. Nè nè, khoan, để dựng dựng cho em cho coi. Nè quý vị. Đây nè. Đúng ở đây. Đó. Đó mấy cái chừng nó. Những cái chừng của bông á, còn sót lại đó. Đều hết trơn quý vị thấy không? Có cây thì em hái bỏ bớt chừng cho nó nhẹ cái cây. Có cây thì còn để nguyên luôn nha. Wow. Rồi cây này một cốt mà đế đẹp luôn nha bà con. Đế lắm à. Đế đều luôn đó. Cái cốt nó bự luôn. Có thẳng băng. Thẳng băng lên trên. Rồi mã số 2 nha. Mã số 2. Đây em đo luôn nha. Đế đẹp luôn á. Cái này chậu 6.
Hoành của em đó là 27 nha. 27 ghế đẹp lắm. Đây, chiều cao của em đó là còn 2 mét nha. Chiều cao 2 mét. Cây này xuống đất là ngon luôn. Bề ngang là 1,9. Rồi cây số 2 này em xin giao lưu là 2.500.000. 2.500.000. Mã số 2 2.500.000 bao ship 300 số luôn nha. Rồi xuống. Để chống chống hết. Rồi bây giờ là cây số 3. Đây, cây này tết nằm trong bồn nha, giật lên bán bông như lắm bông mà. Rồi giật hơi trễ, bữa 28 mới giật ra khỏi bồn mới đem ra chợ. Cây này tròn lắm nha. Không quay vòng cho. Đó. Trời ơi, quay được luôn hả? Ở trên xe mà, trên cái xe mà. Đó. Rồi bây giờ xem ha. Không. Có bông sẵn luôn nha. Rồi. Cái này là 5 cánh, 7 cánh, 8 cánh, 9 cánh cũng có nữa nha. Được chưa? Rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Bông thì nó còn mặt bông nè. Rồi, có cái bông này 8, 9 cánh hay gì sáng em thấy rồi. Đây. Có cái bông này là còn nha. Lấy hái đại xuống giùm em đi. Không. À. Hai đại xuống rồi điểm cánh thôi. Đây. Từ từ nha. Ngắt từng cánh cái. 1, 2, 3, 9 cánh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây cũng cái này 10 cánh này nha. Làm luôn. Không. Làm luôn. Thử. 10 cánh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cánh. Okay. Đó, 5 cánh vẫn có nha bà con. Cái này đế đẹp nha. Dạ, em xem đế. Giật lên vậy là ship đi, chở xe tải đi là ngon lành nha. Để em xem đế cái. Đợi chút nha. Đế thì đều lắm nha. Cái này yên tâm, là nó đang sống mạnh khỏe. Nằm bồn mà. Nằm bồn được 5 rồi. Lực lắm à. Đó, chi cành nó đều hết trơn. Rồi, đó anh ơi. Rồi. Cái này mã số 3 nha bà con. Mã số 3. Đây đó. Đây, cái hoành vị trí này là 50 nha. Rồi. Đây, em đo cũ đặt đây kìa. Đây này nó hai lớp đế lật. Là... lòn dưới luôn. Đây là 58 nha. Dạ. Đó. Đây thì cành số 1 đó nè. Là 18 rồi đó. Dạ. Đó, cây thì cái dáng bên này nè quý vị, cái hướng bên này nha. Nó hơi siêu chút. Nó như thế này đây. Cái này số 3 chiều cao là 2 mét nha. 2 mét 1 rồi đó, tính 2 mét thôi. À, chiều ngang nó cỡ 3 mét rưỡi á, 3 mét đi. Tính 3 mét đi, chiều ngang á. Chiều cao 2 mét ha. Rồi. Ngang 3 mét rưỡi. Rồi cây số 3 này em xin giao lưu là 22 triệu nha. 22 triệu. 22 triệu em bao ship luôn, 300 cái số. Đó, cây này thần bồn rồi, bông cũng dữ lắm nha, nó rụng bớt rồi đó. Quá trời bông luôn đó. Rồi em mời cây tiếp theo. Rồi anh quay cái này luôn, cây này để lại quay đi anh ơi. Để lại luôn. Rồi. Cái này ha. Cây này tại vì trồng nó hơi nghiêng chút rồi. Giờ ra đó đi có gì quay. Cây này tết em trứng đây nha. Nó cao quá là biến dở. Cây này là hiện giờ là nó có chiều cao là 2 mét. 2 mét. Nó khoảng là 3 mét đó. 3 mét. Một cốt. Thẳng luôn. Chiều ngang nó là được 1m3 đó nha bà con. Có bông sẵn luôn. Nó ra lọc nhiều hơn cả bông. Quá trời lọc luôn. Bông nhiều cái gì? Có bông luôn.
Đây để cũng quái nha. Cái thân đó nè. Đó, để thì nôm xuống nha. Này có cái đuôi luôn, để luôn đi. Nè. Nó như giống mình thú vậy đó. Cái này chiều dài nó là 43 nha. Rồi đem đo cái hoành luôn đi. Cái hoành vị trí này là 32. Khoan, để em xem cái. Đây chút. Đây. 32 nha. Rồi, 32. À, củ đặt rất bự. Này nôm sâu xuống nha. Này là 50 đó. Thấy không? Rồi, 50. Rồi. Thì cộng cái đấy là sửa lại bên đây ngon đó nha. Rồi. Đi vòng ra đại chút, đại chút. Hôm qua hướng bên đây. Cái này giờ nó tròn hết rồi. À, không có thẹo dít gì trơn hả? Cái này ai muốn thông cao thì chơi cái này. Rồi cây số 4 này em xin giao lưu là 4.200.000 nha. 4.200.000. Bao ship 300 số luôn. Đọc số điện thoại là gì mấy em? Số điện thoại em là 076 8621 849. Tèo. Rồi mời bà con xem cây số 5 nha. Tiếp theo. Lùa ra luôn. Tiếp tục. Cây số 5. Nói mày. Chậu bảy rồi nữa không? Trời ơi. Chơi luôn. Chậu 7 nha. Này chậu 7. Chơi luôn. Và số 5. Hàng này có thừng chậu rồi nha bà con. Hàng này chơi tết không đó. Đó, về tẻ lại nha. Em chưa tẻ luôn. Tự ai muốn tẻ thì tẻ. Cứ quay đi ha, em xem. Đó. Cái cốt. Cái này đế nở luôn nha. Này, nằm trong chậu bảy tắt luôn rồi. Đó, chỉ cành đó. Rồi dính đi. Đây, đế nè. Đế nở đẹp nha. Đó, ghế nè. Rồi, đo luôn anh em. Rồi, dính đi. Rồi, cái mã số 5. Nằm trong chậu bảy nha. À, cái hoành là 26 nha. 26. Dính nha Toàn. Rồi giữ được cây đó. Giữ cái thước đó rồi. Thước chưa thay nữa. Rồi chiều cao là 1m8 nha. Thấy chưa? Rồi chiều ngang 1m4 thôi. Rồi cây số 5 này em giao lưu là 2.500.000 luôn. 2.500.000. Đó chậu 7 luôn nha. Mã số 5 2.500.000. Rồi xuống. Xuống tay mẹ đi nói không? Tay. Đây. Đây. Đó. Tiếp tục. Đây, mã số 6. Đây. Một cây dáng thú luôn. Đó. Có bọc luôn. Mã số 6 nha. Rồi, xem đế nha. Đây, cái mình nó vậy đó. Rồi, đó luôn anh. Rồi, dính nó Toàn. Mã số 6. Đây. Cái mình dài nó là 40. Dạ. Cái hoành em nó là 24 nha. Rồi. Đế thì có sẵn luôn. Còn đế nữa. 2, 4, 6, 7. Có mặt bông sẵn đó. Đây. Rồi chiều cao 2 mét. Bông 7 cánh. Rồi. Ngang 1,5 mét nha. Rồi cây... Mã số 6. Số 6 này em xin giao lưu là 1.700.000. 1.700.000. Đó, bao ship luôn. 300 số luôn, có chậu luôn. Xuống. Bán này là bán thu hồi vốn nha. Đây. Chậu 5 nè. Chậu 5.
Gốc số 7 đó. Chậu 5 mà gốc như chậu 6 vậy. Có một bông sẵn luôn. Cái này tết bông dữ lắm à. Đậu trái luôn rồi đó. Rồi em đo chiều cao luôn ha. Rồi đo chiều cao cho mấy luôn. Dễ quay trên. Đây hiện giờ là chiều cao nó là 1m9 nha. Rồi chiều ngang. Chiều ngang tính 1m5 thôi. Cái này đế thì cũng đẹp nha bà con. Bông thì có sẵn hết. Bông 5 cánh. 5 cánh, 7 cánh cũng có nữa. Đó, từ đây, bây giờ nó ra bông rồi, còn ba cái bông cù nó hơi nhỏ một chút. Đây, để đây. Ờ, cái bông nó rụng xuống kìa, anh lượm thử coi. Bông rồi nó mất sức. Mấy cánh? 5 cánh. 5 cánh. Dạ, dạ. Ừ, cái này cũng 5 cánh nè. Có cái cũng 7-8 cánh nữa, tại vì nó mất sức rồi. Nó ra tết thì nhiều lắm, nhiều rồi. Rồi, dịnh đây đo luôn. Rồi, đo dùm em luôn. Mã số 7. Mã số 7 nha, cây này đế cũng đẹp cho bà con. Cái hoành 23. Dạ. Rồi cái số 7 này em xin cho luôn là cũng 1.200.000 nha. 1.200.000 thôi. 1.200.000 bao ship là 300 cây số luôn. Rồi xuống. Đọc số điện thoại giùm em ạ. Số điện thoại em là 076 nha. 86 21 849. Kéo về nó xích chuồng chút cái cây bự á. Đây. Cây số 8. Một con thú con nha. Thú thì cũng dễ thương lắm ạ. Đó. Nó làm gì trời. Rồi, em xem. Dáng này đẹp nha. Mới gà thôi. Chậu mấy anh? Chậu 5 luôn, tại mình vô cho nó gọn. Chậu 5 nha. Rồi, đo chiều cao giùm em luôn đi. Rồi, đo luôn. Chiều cao là 1m3. Rồi, chiều ngang 6-16 nha. Hoành luôn. Cái mình dài nó là 40. Cái hoành đo trên này luôn nha. Là 20. Quay giùm em vòng, nhìn cận cái. Đó, đẹp nha. Thì không có thẹo dít gì đó. Rồi, báo giá luôn. Rồi, cây số 8 này em xin cho luôn là 1.200.000 luôn nha. 1.200.000. Mã số 2. Bao ship luôn, 300 cái số. Cái cây nhỏ nhỏ này bao ship toàn quắc được đó. Lên. Đây. Số 9. Đó. Cái này chưa tỉa luôn nha, bà con về tỉa là giùm nha. Nắng quá rồi. Cái này đế thì dữ lắm à. Đó, chỉ cần thì gắt lực nha. Rồi dính đi. Chưa, dòng đó. À, để chưa xem đế, để chút. Chờ cái đế luôn nha. Dòng nữa đi. Này quay lúc 12 giờ trưa luôn. Đang quay 12 giờ trưa quý vị. Hôm nay mùng 10 Tết quý vị, ngày vía thần tài. Mùng cái mai về cho ông thần tài cũng coi luôn nha. Thì ngoài chuyện mua vàng thì quý vị mua mai vàng cũng có vàng ha. Rồi đó. Rồi, quay dòng nữa đó nha. Cái này củ đế dữ lắm nha. Rồi dính đây. Mai vàng thì cũng vàng. Đây, cái cây này có dáng cũng đẹp nha bà con. À, cái hoành của em nó là 26 nha. 26. Này, cái cụ đặt nó tới 32 lần nha. Cụ này không có ăn vàng luôn đó. Rồi. Chiều cao luôn. Cái này bông dữ lắm ạ. À, cao 2m. Rồi ngang 1m5 thôi. Nói giá luôn. Rồi cây số 9 này em xin cho luôn là 2 triệu nha. 2 triệu thôi. 2 triệu bao ship 300 cái số luôn. Xuống. Đọc em số điện thoại luôn ạ. Số điện thoại em là 076 nha. 86 21 849 nha. Tèo. Đây. Số 10. Mã số 10.
Đây, đàn thông nha. Mày giục cái dép nó nóng quá mày. Anh đang đi chân không nè quý vị. Nó số 10. 10 à. Gì chưa mà đứng ở ngoài trời. Cái này có củ đế kìa. Mang dép đi. Chi cành thì rất đều. À quý vị xem à, cái này đúng là giảo ghim nè nha bà con. Chi cành luôn. Cái mặt bông nó thì đó. Nó vàng đậm luôn nha. Đây đây hả? Ờ đó. Giảo ghim nha. Đó. Chưa thấy cánh đã, cây đã bông nào cũng như bông nó nha. Rồi. Vàng đậm luôn. Điệu cây chứ. Khoan. Nhìn thêm nè. Chậu mấy anh? Cái này chậu 6 nha. Chậu 6. À, nụ lên tới đầu. Cái này tết thì nó gọn nhưng mà bông dữ lắm bông nha bà con. Dấu ghim thì nó, bông nó đẹp lắm. Rồi đó luôn. Có củ kìa. Mã số 11. Mã số 10 hả? Ủa mã số 10 lận. Sorry. Hai cái hoành 22 nha. 22. Ở củ này, bị củ khoai này tới 31 nha. Đó, trồng giò vậy đó. Mã số 10, sorry. Mã số 10. Rồi. Gãy rồi. Rồi đặt thước đi luôn. À, chiều cao không có xéo nha. Quăng cái thước luôn rồi. Rồi chiều ngang 1m35. Rồi cây số 10 này em xin Zalo là 2 triệu nha. Số 10. Rồi xuống. Rồi mã số tiếp theo. Mã số tiếp theo là 11. Đây. Cây này hơi lũa chút nha. Đó. Cây này gì tỉa lại đẹp lắm à. Đây cái mặt lũa nó nha bà con. Nó kéo hết trơn nha. Cái dáng cũng lạ lạ. Đó. Rồi đo giùm em luôn. Mã số 11. Rồi mã số 11. Rồi em sẽ quay cái lũa cận cho quý vị xem. Cái hoành 23 nha. 23. Cái này rồi chiều cao tính 1m6 thôi. Chiều ngang 1m4. Đây cái lũa đợi chút. Đây, nó có lỗ đó. Đây đục ha. Liền trên thôi nha. Vừa đục che thấy chắc keo lắm. Rồi cây số 11. Mã số 11 này em xin Zalo là 1.700.000 nha. Tại vì nó có lỗ, bán rẻ luôn. 1.700.000 thôi. Xuống. Mã số 11. Mã số tiếp theo. 12. Đây. Đây, 12 là cây bay nha. Mã số 12. Đó, dán bài luôn. Có đuôi luôn. Cái này tỉa là đẹp lắm nha. Có cái củ đẹp nè. Ờ, à, củ này đế nôm xuống rồi. Quay vòng đi anh. Đó. Okay. Cái này quay phải né nó mà được. Em cũng né luôn. Cái gì đó. Rồi đó luôn. Rồi. Có cái đuôi luôn nha. Cái đuôi này em muốn luôn. Rồi chiều cái mình dài đó là 44 nha. Rồi cái hoành đó là 20. Đây nguyên cái củ đặc nữa nè. Rồi trên thôi. Rồi 34. Chiều ngang nó bây giờ tỉa lại thì nó còn 90 nha. Cao tính nhiêu đây thôi. Rồi cao 110. Rồi cây số 12. Mã số 12 này mà em xin Zalo là cũng 1.700.000 luôn nha. 1.700.000. Bao ship 300 cây số quý vị. Tính từ Châu Thành, Hậu Giang. Ê, lên cái con chữ C đi rồi. Đó, con này còn lạ nữa nè. Chậu mấy bự vậy anh?
Trụ 6. Trụ 6 hả? Tại cái mai tại cái mai nhỏ nhìn trời. Đó. Đấy cái này quái dị lắm nha. Đế nó dữ lắm. Đó. Cái này con uống không hiểu nổi luôn. Đây. Rồi em xem cận chút nha. Cứ về đi. Bây giờ là chi cành nó đều lắm rồi nha. Cái con này dữ lắm à. Nhìn cả trái tim nè. Trái tim anh này uống hơi bị chọt một chút. Đó. Giá này cũng lạ lắm nha. Đây có mặt bông luôn, vàng đậm luôn. Đó. Đó, bông nhóc cái trời Tết những bông dữ lắm à. Rồi, đo luôn anh. Nhỏ xíu dễ đo luôn nha. Thì đo. Cái này đế đẹp lắm nha bà con. 100 ủa vừa bự. Ở cái quanh 20. Đây nè, tỉ gọi nè. Chiều ngang là 79 nha. Rồi chiều cao 80. Rồi cây 13. Mã số 13 này em xin giao lưu là 1.200.000 luôn nha. Chơi luôn, bán hạ giá luôn. 1.200.000 rồi. Quái luôn, con cây quái luôn. Rồi lên luôn. Ôi, quá trời nắng rồi. Rồi 14. Mã số 14. Ồ, hàng này dữ không? Thủ đế ghế đó. 14 nha. Này cũng dạng dáng bay rồi phải không anh? Ờ, bay. Bay cỡ như thế. Bay mà lắc ra lượn luôn. Này nó kêu bằng dáng long nha. Đó. Rồi đó luôn. Rồi đó luôn. Mã số 14. Mã số 14. Cái hoành em nó là 22 nha. Này đế rồi sao? Gì luôn đi. Dừ đây 50. 54 đó. Cái mình cũng đẹp lắm nha. Mặt bông có mặt bông luôn. Chiều còn cao rồi. Tính 1.5 nha. À, chiều ngang tỉa lại còn 1.3 đi. Cây số 14. 14 này em xin giao lưu là 2 triệu nha. 2 triệu. Bảo xích 316 luôn. Xuống. Đọc số điện thoại giùm em ạ. Rồi số điện thoại em là 076 nha. 86218 49. Lên 15. Này bông dữ ha. Coi nè. Trời ơi bây giờ nó đậu trái luôn. Coi nè 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 quý vị khoan. Nó cái chùm này là chùm bông nè. Đó, rồi. Đó, trái dữ lắm, trái luôn rồi. Không. Chưa có lặt bỏ luôn nha. Chùm, chưa tỉa luôn. Chùm. Khoan, để em coi bông cái, đợi chú. Khoan, đừng gung ghen. Gung ghen. Đó, bông này. Rồi, khoan nha, xem mới dán cái cài. Rồi, dán này quay đi. Đẹp dán luôn nha. Rồi, quay đi. Cái này tỉa sâu vô chút đẹp ạ. À. Tròn lên liền. Rồi, em chưa tỉa gì chứ, bà con mua về tự tỉa đi. Tập chơi luôn. Mã số 15. Xem góc luôn. Rồi, tự ở trên nè. Thằng đó. Cái này đế nôm xuống không nha. Qua luôn nha. Qua luôn, qua luôn. Quay, qua luôn. Ôi, 12 chưa đã lắm. Rồi. Rồi, đó luôn. Bởi vì anh phá qua vậy đấy. Cái bình dài ra. Thôi, nó sẽ xương như đây. 47 nha. Cái này đẹp nha. Cái hoành em nó là 24. À. Rồi, chiều cao 1.5. Chiều ngang mấy mét tư thôi, tỉa lại còn mét tư rồi coi. Rồi cây số 15 đúng không? Rồi mã số 15.
Mã số 15 này em xin giao lưu cũng là 2 triệu nha. 2 triệu. Bao ship 300 số luôn, tặng chậu luôn. Vô cho cũ đi. Đây. Tiếp theo. Đây, lên. Đây. Chào bảy anh. Chào bảy, chào bảy. Mã số 16. Số 16 nha. Này con thú này dữ nha. Để là hết lần luôn. Đó, chị cành lực dữ lắm, lực luôn nha. Cành lực nha quý vị. Cành lực nha. Cái này mới tỉa, nó mới ra ít đọt à. Đó, gốc cũng đẹp. Em xem đế nha. À, quay đi. Đế à, thì đều ở trên nha bà con. Nở cái đoạn cuối á. Cái đoạn dưới đất nở lạ nha. Ồ. À. Cái này mấy cái này là nó còn lớp da trong nha, không có gì nha. Có cái nhánh này nó bị nè, sai ra. Trong nó vẫn còn mình đàng hoàng không có sao trơn. Có hai nhánh đó. Rồi, nhìn đã lắm nha. Lực dữ lắm, lực luôn. Chậu quẩy tắt luôn nha. Rồi, đo giùm em. Rồi. Là sao? Giống như nó nở ra lớp trong. Ờ, nó chốc à. Cái lốt này nó phì quá, nó thay da chứ không có gì. À, thay da trong. À. Chứ không phải lỗ cái gì. Không có lỗ. Cái hoành của em nó là 26 nha. 26. Đây, cũ nè. Cũ ở trên luôn nha. Cũ này 38 nha bà con. Dạ. Nhánh thì lực dữ lắm. Cái này một chiều ngang là 1.3 nha. Rồi chiều ngang, chiều cao tính cái cốt bự đó là 1.5 m nha. Ở cây. Cây 16. Mã số 16 này em xin Zalo là 3 triệu. 3 triệu nha. Rồi, bao ship 300 số luôn. Mã số 16. Rồi xuống. Đó quậy. Đó. Mã số 17. Đây, còn mấy cây đẹp đẹp không nha. Mã số 17. Đó. Đó, cây này bông dám bông luôn nè. Em xem bông cái nha. Dần dần dần. Bông này. Mấy cây này ra hơi trễ. Sao Tết không? Đó. Bây giờ giữa trưa nắng quý vị, nó cũng hơi héo héo. Đó, bông đó. Đây, góc nha. Cái này, cái co lượng này cũng đẹp luôn nha. Đó, chi cành nè. Đế thì rất đẹp. Nó có cái súng luôn nha. Ủa cái đuôi gì? Cất rồi, còn cái đuôi gì đó. Đó cũng quay khoái rồi. Nằm sắp thì đuôi ha, nhưng mà nằm ngửa là khác ha. Rồi rồi luôn. À, mã số 17. À, hoành nó là 25 nha bà con. Rồi, củ xương xương gì đây 43. Cái mình dài nó là 29. Cây này nhánh cũng rất lực nha. Rồi chiều ngang là nó 1.5 m. Rồi cao 1.7 m. Rồi cái số 17 này em xin cho luôn là 2.500.000 nha. 2.500.000. Ờ, bao ship 300 số luôn. Xuống. À, cái này cũng dữ nữa nè. Này chậu 7 nha. Trời, chậu 8. Ủa chậu 7. Trời. Mã số 18. Mã số 18. Đây. Cái cây này ông này ông uống kiểu gì không biết được. Đó. Mà đi cành thì gắt đều nha. Cây này bông cũng đẹp lắm ạ. Bây giờ đậu trái hết trơn rồi. Đó cái cò đó. Cứ quay đi, cứ quay. Mã số 18.
Rồi số điện thoại Zalo của em là 076 nha, 86218 49. Tèo gánh nhánh nào nhánh lực lực không nha. Cây này không có thẹo dít, không có mặt cắt kia nữa. Cây này trồng trước cửa chừng 20 năm nó leo ra đây ngồi đã lắm nè. Rồi đó giùm em luôn. Rồi quay vòng đi đó luôn. Cây này cũng bự cây nha, đế cũng đẹp luôn. 20 năm sau có chỗ để ngồi ha. Ừ. Rồi. Rồi cái hoành em nó là 27 nha. Này đế đẹp lắm, cũ cũng bự rồi. Chỉnh chỉnh cái cành đấy. À, chiều cao là 1m8. Rồi chiều ngang tính 1m4 thôi. Tỉa là còn 1m4 đi. Rồi cây cây số 18. Mã số 18 này em xin Zalo là 2.800.000 nha. 2.800. Đó. Màu xịt 300 cây số luôn. Trời luôn. Xuống. Đây. Đây. Lên đây luôn đi. Cho nó đi luôn đi. Đây. Rồi, cây 19 là cây cuối nha. Số 19. Cây này đế thì khỏi chơi. Như cái núi luôn. Rồi cây này chưa tỉa nha, về bà con tỉa bớt lại. Một cốt luôn. Đây, một cốt. Đó. Trực luôn. Củ đế nè, quá trời luôn. Đế đế nè. Đây. Như cái núi vậy đó. Ồ. Rồi, đó luôn anh ơi. Rồi, mã số 19. Rồi trên này nha. Rồi cái hoành nó là 24. Ôi bự ghê. Rồi cái cũ 59 nha. Rồi cây này bây giờ cao quá. Rồi cây này tính 2m thôi, chiều cao tính 2m thôi. Rồi ngang ngang 1m7. Rồi cây số 19 này em xin Zalo là 2.200.000 nha. 2.200. Đó, 19 2.200.000 bao ship 300 cây số luôn. Số điện thoại em là 076 8621 849 đều. Rồi tổng chào bà con nha, chúc năm mới vạn sự như ý. Rồi, hẹn gặp lại clip sau. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi giới thiệu mai tại nhà vườn của anh Tèo. Khai trương đầu năm. Trong đó có cây mai khủng 22 triệu đây. À, quý vị có thể tua lại để xem. Rồi. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại ở video lần sau. Chúc quý vị năm mới phát tài nha.